Đùa chín rồi thì bổ. Nhưng cứng nhỉ. Cứng à? Cứng thì chưa chín rồi. À nó ăn rồi. Con này bị chết bơm nhá anh em nhá. Mà không phải chết bơm đâu. Bơm nó vẫn kêu loạch xoạch đi nhưng mà nó chả ra nước. Ngay ngả, hộ anh đi từ chỗ nhá. Nào. Rồi, cho xuống hả? Cho xuống hả? Mang hẳn vớt. Trời Nam đất sô cô la. Kẹo sô cô la chưa à? Rồi ăn sang đấy. Lại gấp. Gấp là gấp hai con liền cả bơm doanh. Răng với lại bơm bơm xả thấy tập tỉnh báo rồi cấp nước không có cái bơm răng thì nó không bơm được cái xà phòng lên đấy, quần áo nó không sạch nên là không nên là không tiết kiệm thay một bơm được. Vẫn làm đi đủ làm là mất công mình cho nó bực nhỉ, sợ cần cả cái linh kiện đi tất nhiên rồi ha. Rơi cả cái đây như răng lão này thì bơm cái gì thật sự từ hôm ở trên đấy lúc lấy coi chứ cái bơm này thực ra thì nó không ui được rồi tắt 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 nhạc tắt nhạc bỏ đi à mà nó vào hết điện thoại anh đang làm TV tắt nhé tắt tắt vi phạm bản quyền đấy anh em đăng ký kênh ủng hộ nhá đói kém lắm quay thêm cả cái vlog này nữa chia sẻ vừa là chia sẻ kiến thức cho anh em vừa là xem có gặt hái được gì không ở đây không là quên tôi đói kém lắm các bạn quê hương con nghèo lắm người ơi đấy để làm giang áo áo á giang áo còn giang áo bú một phốn đấy có bao giờ anh thì thằng đấy hát vẫn bài đến nếm không thằng làm karaoke à? Trước mắt anh là trời xanh là biển xanh đêm trăng lên nghe câu hò em hát thương nhau ra đồng bắt con cá con tôm nhà này có con gái xinh lắm nên là to to hạt tím loanh quanh nó lại cua được cả gái.
chờ đợi lên làm ấm nước chè cho nó nước vào xong là tép lạt xả đó.